Ở tập trước, Kanchuzo đã xách theo Monosuke đến diện kiến Kaido. Cậu nhóc bị đánh bầm dập vì đã tìm cách chạy trốn giữa đường. Orochi cười như tên đều cáng, nhưng gương mặt hắn ta rất nhanh đã sửa chân lại khi biết tin chín bao kiếm đỏ vẫn còn sống và quân phản loạn đang tiến về Onigashima. Hắn liền trút mọi sự tức giận và sợ hãi lên đầu Kanchuzo. Chopper và Usopp đang đối đầu với tứ hoàng có máu điên loạn Big Mom. Tưởng chừng đã kết thúc trong thắng lợi, Usopp và Chopper đứng hình trong nghìn giây khi Big Mom không một vết xước, giờ chỉ có nước cắm đầu bỏ chạy thôi. Quay trở lại với Luffy, cậu nhẹ nhàng dùng Zuo đánh hạ bọn người chán sống. Vừa xoay người lại, Luffy đã thấy Yuti trượt trên người bay quan xuống cầu thang. Lần gặp mặt đối địch này giữa họ và Luffy sẽ có diễn biến như thế nào đây? Tập 990, con trai của Kaido xuất hiện. Khắp tòa thành Kaido diễn ra những trận đấu oanh liệt, Kid và Killer tách biệt với hai thành viên còn lại, xứng đáng với danh hiệu cỗ máy sát nhân. Tuy nhiên, quân số của bang Bách Thú nhiều vô kể, bọn chúng còn đang phấn khích trước phần thưởng sẽ nhận được khi lấy thủ cấp của một trong số những kẻ phản loạn. Ngay lúc bức vách bị phá vỡ, họ dường như thấy bóng dáng của con trai Kaido chạy ngang qua, tránh khỏi sự truy lùng của đám lính. Kid nhân cơ hội đè đầu bọn chúng, lại thêm hai tên về chầu ông bà. Về phía Luffy, cậu đụng độ với bà chị gái biến thái Yuti. Yuti tức giận mắng Luffy đã làm tổn thương em trai mình, trong khi bà vừa mới ném bay quan như ném một bao cát. Với màn giới thiệu quen thuộc, tôi là người sẽ trở thành vua hải tặc, Luffy đã khiến bay quan nhận ra cậu là kẻ đột nhập. À mà để tôi nhắc cho các bạn nhớ, ở tập trước, hai chị em nhà này đã lau rượt đuổi nhau thay vì đi tìm Yamato và bay quan đã vô tình chọc bà chị mình nổi nóng. Thế là cậu đã bị đè đầu cưỡi cổ, cắm thẳng mặt xuống cầu thang như đang chơi cầu tuột. Yuti bị người ta nói trúng tim đen còn bày đặt chối, cô nàng nhảy lên cao, triển khai chiêu thức thiết đầu công. Luffy bọc Haki vũ trang lên phần trán, cú va chạm của hai người bật ra những tia sét liên hồi. Chỉ tội cho cái đám lính đứng xung quanh bị luồng xung kích thổi bay. Chỗ Luffy đang đứng vỡ nát, còn cậu rơi thẳng xuống ngất ngây con bò cười. Đám thuộc hạ không ngờ cả Yuti lẫn bay quan đều biến hình thành hình dạng nửa người nửa thú. Hai chị em nhà khủng long ra tay. Bởi vì theo nhận định của Yuti, đối thủ lần này của hai người không phải dạng vừa đông. Luffy khởi động chế độ Haki, trồi lên khỏi đống đổ nát, bật mút nghiêm túc. Đòn đánh của Luffy và Yuti tấn công vào đối phương, còn bản thân thì nhanh nhẹn tránh né. Bay quan cũng nhảy vào giúp chị. Nhưng ai ngờ Luffy lại giả vờ muốn đấm vào mặt Yuti, giữa chừng chợt ngừng lại, nắm hai cái sừng của cô nàng quật ngã. Vừa quay lại đã thấy bay quan muốn táp mình một phát, lù đu lên trần nhà, rồi nhảy xuống, đấm một phát khiến khủng long muốn sái quai hàm. Yuti không chấp nhận có kẻ đánh bại em trai mình, liền tiến hóa thành loài khủng long thực thụ, bắt lấy Luffy. Lù bị kéo giãn hai tay ra hai bên, còn bị thiết đầu công của Yuti đập xuống khiến cậu muốn long não. Yuti điên lên là chẳng còn biết chính sự là gì, thậm chí muốn ngay lập tức giết chết Luffy. Cô nàng sử dụng chiêu thức đầu sao băng giáng xuống, lúc này, một bóng người mang mặt nạ quỷ xoẹt qua. Tuyệt chiêu lôi minh bắt quái của Kaido được triển khai, Yuti bị đấm đến hộc máu, trong phút chốc liền bất tỉnh. Trong ánh mắt đứng hình của mọi người, mặt nạ quỷ chạy đến xác nhận danh tính của Luffy, rồi tay bắt mặt mừng xách theo cậu bỏ chạy. Đó là Yamato, con trai của Kaido, và vì một lý do nào đó, Yamato đã rất muốn gặp Luffy từ nhiều năm trước rồi. Khi sự thật hé lộ cũng là lúc Luffy biết được trái đất quá tròn.